Tao mới kiếm con game mới hay lắm. Hay là có khi tối nay tao mày ra nét, hai thằng cày xuyên đêm đi. Chứ ở nhà mãi này bí lắm. Tao xin mày đấy, đêm tao bận rồi. Với cả là tao sang thăm mày ốm, chứ không phải rủ mày đi nét đâu mà. Bình thường mà không có tao ấy, mày bận cái quái gì. Ủa phết, tao vẫn khỏe lắm, không phải lo. Bận hẹn hò với gái. Chà chà chà, thằng này khá nhỉ. Bây giờ là có bạn gái rồi, không kể tao luôn. Thì chuyện này tao kể sau. Cho tao về trước nhá. Đếm đi anh về. Dòng chữ trên ngực của em là sao? Rõ như ban ngày thế này mà anh còn phải hỏi em à? Thế anh có thích em không? Nhìn em như thế này ai cũng chẳng thích. Vậy 5 triệu một đêm nhá, em sẽ chiều anh từ A đến Z. Nhưng mà anh tưởng là em đang yêu thằng Hùng cơ mà. Yêu là chuyện của yêu, còn 5 triệu một đêm nó lại là chuyện khác. Nhưng mà tại sao phải làm như thế chứ? Là bởi vì em đang cần tiền. Tiền à? Thằng Hùng thì thiếu gì tiền, mà nhất là bà chị nó nữa, cực kỳ là giàu. Em chỉ cần mở miệng ra xin thôi là em có tất cả mà. Úi dào ơi, có tiếng nhưng không có miếng. Chị anh ta giàu nhưng mà không chi tiêu bừa bãi đâu. Hơn nữa em mới chỉ là người yêu, đâu phải là con dâu nhà người ta. Chị ta ấy chỉ chi tiền cho em trai của chị ta thôi. Trong thẻ có 30 triệu chị cho Hùng để tầm bổ. Em cầm lấy mua cái gì ngon ngon cho nó ăn nhá. Em nhớ rồi ạ. Nhà có hai chị em, mà chị thì lại bận công việc kinh doanh quá, thế nên là cũng không có thời gian để ở nhà chăm sóc cho nó. Mà tính đằng này thì nó lại không thích thuê người giúp việc, vì không thích có người lạ ở trong nhà, nên là chị mới phải nhờ đến em ấy. Chị đừng có ngại, dù sao thì em cũng là người yêu của anh Hùng mà. Hùng nó bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, thế nên là thỉnh thoảng lại ốm một trận, nên là chị cũng lo lắm. Mà em cũng đừng nói với cả Hùng là chị cho tiền nhá, chứ không thằng bé biết nó lại tự ái đấy, vì trước nay nó đều mặc cảm vì bệnh tật của nó mà. Dạ em nhớ rồi ạ. Anh thấy đấy, tiền thì chị ta không cho thừa dù chỉ một đồng, còn sinh lý thì anh ta lại càng không. Thế nên em mới phải tự thân vận động thôi. Nhưng mà sao em lại chọn anh để chào hàng? Anh là bạn thân của Hùng cơ mà. Em không sợ anh nói cho nó biết à? Giới thiệu với em nhá, đây là Cường, bạn thân của anh. Giới thiệu với mày, đây là Trinh, người yêu tao. Chào em. Em chào anh. Vì ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em đã biết anh có tình ý với em rồi, nhưng anh không nói ra, cho nên em đặc biệt lựa chọn anh làm khách hàng của em. Ra là vậy. Anh thấy đấy, em cần tiền thật, nhưng không phải lựa chọn bừa bãi đâu. Chỉ những người lọt vào mắt xanh của em mới lựa chọn làm khách hàng thôi. Ok, bây giờ sẽ chuyển trước cho em 2 triệu. Tối xong việc, nếu như em làm tốt ấy, anh sẽ thưởng thêm. Vậy thì đêm nay em sẽ khiến cho anh mãi không quên được. Thôi, anh đi về đi. Em còn phải vào trong để chăm sóc một bệnh tật nữa. Anh về nhá. Alo. Thôi được rồi, tối nay tôi nhất định sẽ lên ba. Tôi muốn đi quẩy lắm rồi, mà mấy hôm cứ phải ở nhà chăm sóc cái thằng bệnh tật đấy. Ok, 10 giờ nhá. Sao hôm nay rau lại thối và nát hơn mọi hôm thế này? Thôi mặc kệ, dù sao thì mình cũng không ăn cơm ở nhà. Cứ mua rau thối với thịt ươn thế này ấy, mỗi bữa mình cũng nhét túi được 500 nghìn.
đủ tiền để đi chơi rồi. Thôi, phải nấu cơm đã, có đi chơi nữa. Em, lại rau với cả trứng rán à? Ăn hai cái món này mãi chán lắm rồi. Tiền anh đưa chỉ đủ để mua mấy thứ này thôi. Đưa ít tiền để còn đòi ăn sang. Nếu mà em hết tiền thì em cứ bảo anh đưa thêm cho chứ. Anh làm gì có tiền. Thôi anh ăn đi, tôi có bao việc phải làm, không phải chỉ nấu cơm cho anh đâu. Em cầm thêm một ít này, em hay đi chợ mua thêm cái gì ăn. Dạo này anh ốm quá, không đi làm được nên là hơi thiếu thốn một tí, em thông cảm nhé. Mà chị gái của anh giàu có lắm cơ mà, mời chị ta hỗ trợ đi. Anh cũng lớn rồi, đi làm mấy năm trời rồi, chẳng lẽ bây giờ cứ ngửa tay xin tiền chị gái thì nó không hay. Thôi được rồi, em cố gắng chịu khó một thời gian nhá. Thôi anh ăn đi. Chị à, em đỡ mệt hơn chưa? Cũng đỡ đỡ rồi. Dạo này Trinh nó có sang thăm em không? Cũng có. Nhưng mà cô ấy bảo em là dạo này công việc cô ấy bận. Nên là thôi, em cũng chẳng trách em gì. Sao đấy ạ? Hôm nay chị được nghỉ. Hay là em gọi Cường với cả Trinh sang đây ăn đi. Em thì thấy cũng được ấy. Lâu rồi nhà cũng không đông người như thế. Gọi sang cho vui ạ. Vào nhà đi ạ. Ơ, xem lại ở đây. À, chị Linh có mời em đến ăn cơm. Chị cũng mời anh à? Thằng Hùng gọi anh, bảo sang nhậu một bữa. Hai chị em đâu rồi? À, em vừa gọi điện cho anh Hùng. Nghe bảo là hai chị em đi siêu thị để mua đồ. Chắc không tiếng nữa mới về cơ. Hơn tiếng à, đủ đấy. Tranh thủ làm nhanh nhá. Hấp dẫn đấy nhở, nhưng mà phải có phí đấy nhá. 5 triệu gì, đơn giản. Mà anh bảo này, có ai nói với em ấy là em rất tuyệt vời không? Thằng Hùng thật may mắn thì có một người nghe. Thế thì phải ký hợp đồng dài dài mới được. Anh, sao anh bảo hơn tiếng nữa mới về mà? Phải như thế thì các người mới lộ mặt ra chứ. Ôi giời, chị ơi, bọn em có làm cái gì đâu. Trinh mang nước vào cho em ấy thì vấp ngã người em thôi, có làm cái gì đâu mà. Vâng, bọn em chẳng làm gì cả. Đến nước này mà các người còn chối được nữa. Cô không những không chăm sóc cho em trai của tôi, còn cho nó ăn đồ ôi thiêu. Bây giờ lại còn cặp kè với bạn thân của nó nữa. Tôi đến nơi rồi, nhà bà ở. Kia chẳng phải là con bé Trinh và Đồng Cường sao? Sao chúng lại cùng nhau đi ra từ khách sạn đây này? Chẳng lẽ hai đứa... Tủ nhà Hùng có cái túi gì mà nặng mùi thế này nhỉ? Sao lại thế này? Thịt thối, rau nát. Chẳng lẽ cái Trinh nó dám cho em trai mình ăn những thứ này sao? Mình phải check thử cam ở đây xem thế nào. May mà đợt trước có âm thầm lắp cam ở đây. Triệu một đêm, hai đứa chúng nó thật ghê tởm. Các người tưởng tôi không lắp camera nên mới lộng hành như thế này đúng không? Ủa, công tôi yêu thương cô thật lắm. Hóa ra đây là cách mà cô để đáp tình yêu của tôi như thế á. Còn mày nữa, mày là thằng bạn thân nhất của tao đấy. Tại sao mày làm như thế? Tại sao mày quyến rũ người yêu tao? Tao nói thẳng luôn nhé, tại cô ta chào hàng tao thôi. Bây giờ ấy, mỡ dâng tận miệng mèo rồi, làm gì có thằng đếch nào không hút. Là do anh, tôi đã trao tất cả cho anh rồi, nhưng mà anh còn tiếc tôi mấy đồng bạc lẻ. Tôi tính toán với cô từng đồng á. Tôi đã nói với cô rồi,
Đợt này tôi ốm yếu, tôi không thể kiếm được nhiều tiền như ngày xưa. Nhưng mà tôi hỏi cô này, mỗi ngày tôi đều đưa tiền ăn tiền uống cho cô, như vậy không đủ à? Hả? Đủ cái gì mà đủ? Cái tiền sốc binh là không nổi nữa. Cô, lại còn 30 triệu tôi đưa cô hàng tháng, cô vứt nó đi đâu rồi? Chị nói gì cơ? Chị đưa cho cô ta mỗi tháng 30 triệu á? Chị muốn em được ăn uống đầy đủ nên chị mới đưa tiền cho cô ta. Trong thẻ có 30 triệu, chị cho Hùng để tầm bổ. Em cầm lấy mua cái gì ngon ngon cho nó ăn nhá. Em nhớ rồi ạ. Nhà có hai chị em, mà chị thì lại bận công việc kinh doanh quá, thế nên là cũng không có thời gian để ở nhà chăm sóc cho nó. Mà tính đằng này thì nó lại không thích thuê người giúp việc, vì không thích có người lạ ở trong nhà, nên là chị mới phải nhờ đến em ấy. Chị đừng có ngại, dù sao thì em cũng là người yêu của anh Hùng mà. Hùng nó bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, thế nên là thỉnh thoảng lại ốm một trận, nên là chị cũng lo lắm. Mà em cũng đừng nói với cả Hùng là chị cho tiền nhá, chứ không thằng bé biết nó lại tự ái đấy, vì trước nay nó đều mặc cảm vì bệnh tật của nó mà. Dạ em nhớ rồi ạ. Nhưng mà chị không dám nói với em vì sợ em tự ái. Ủa trời, bạn ơi, việc này nó có cái gì đâu. Mày cứ phải làm quá đấy làm gì, đúng không? Bây giờ người mày nhá, suốt ngày bệnh tật phải ốm yếu này, bà không chăm được người yếu ấy, thì để tôi phụ cho. Hai thằng chơi chung thôi mà, có vấn đề gì đâu. Chó này nữa mày. Yếu như mày ấy, đòi đánh ai? Là do anh không đủ sức khỏe để chiều tôi, nên tôi phải tìm Thanh Cường, người vừa có tiền lại vừa khỏe mạnh nữa chứ. Các người nghĩ các người có thể ung dung đến được với nhau như thế à? Nhớ vậy là sao? Đưa cho chị điện thoại. Tôi đã đăng đoạn clip tình tứ của các người lên mạng. Nghe nói là cậu Cường mới đính hôn với một cô tiểu thư con nhà giàu. Không biết là sau khi cô ta xem được đoạn clip này thì sẽ sốc như thế nào nhỉ? Gì? Còn cô Trinh, bố mẹ cô ở dưới quê mà biết được cô dụ người ta lên giường với giá 5 triệu một đêm thì họ sẽ đau khổ như thế nào? Chị tắt đi cho tôi. Alo, vợ anh đây. Vợ ơi, vợ bình tĩnh nghe giải thích đã. Một chị không hỏi như thế đâu. Anh phải nghe. Dừng lại, anh định đi đâu? Anh phải ở lại với em chứ. Tao nói cho mày nghe này, mày nghĩ là tao thích mày thật đó? Tao chỉ đổi gió ít ngày thôi, hiểu chưa? Alo bố mẹ à? Không, mọi chuyện không vậy đâu. Con không phải làm như thế trong video đâu. Ơ kìa bố, mẹ. Chị, tại sao chị lại làm vậy? Vì những kẻ tồi tệ chỉ xứng đáng nhận lại những điều tồi tệ thôi. Giờ cô đi ra khỏi đây được rồi đấy. Người như cô không xứng đáng ở trong nhà của tôi. Anh, em xin lỗi, em đã sai rồi, mong anh tha thứ cho em. Cảm ơn cô, vì suốt quãng thời gian không có mặt cô đã chăm sóc cho tôi. Nhưng mà đây là giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Bận hẹn hò với gái. Chà chà chà, thằng này khá nhỉ. Bây giờ là có bạn gái rồi, không kể tao luôn. Thì chuyện này tao kể sau, cho tao về trước nhá. Đếm đi anh về. Giới thiệu với em nhá, đây là Cường, bạn thân của anh. Giới thiệu với mày, đây là Trinh, người yêu tao. Chào em. Em chào anh. Rau với cả trứng rán à? Ăn hai cái món này mãi chán lắm rồi. Tiền anh đưa chỉ đủ để mua mấy thứ này thôi. Đưa ít tiền để còn đòi ăn sang. Nếu mà em hết tiền thì em cứ bảo anh, anh đưa thêm cho chứ. Anh làm gì có tiền mà. Thôi anh ăn đi, tôi có bao việc phải làm, không phải chỉ nấu cơm cho anh đâu. Em cầm thêm một ít này, ngày mai đi chợ mua thêm cái gì ăn. Dạo này anh ốm quá, không đi làm được nên là hơi thiếu tốn một tí, em thông cảm nhé. Mà chị gái của anh giàu có lắm cơ mà, mời chị ta hỗ trợ đi. Anh cũng lớn rồi, đi làm mấy năm trời rồi,
chẳng lẽ bây giờ cứ ngửa tay xin tiền chị gái thì nó không hay. Thôi được rồi, em cố gắng chịu khó một thời gian nhá. Thôi anh ăn đi. Dừng lại đi. Số tiền 30 triệu cô cũng giữ luôn đi, không cần phải trả lại đâu. Đây là chiếc áo duy nhất mà cô tặng tôi kể từ ngày tôi với cô yêu nhau. Chính vì nó mà tôi mù quáng trong cái tình yêu này. Tôi trả lại cho cô. Bây giờ hãy cố thể cầm nó và mang cho thằng bố mới của cô mặc rồi đấy. Cút ra khỏi nhà tôi. Cút đi. Để chị đi tìm nến vậy. Dạ. Ủa, tay anh giờ vào đâu? Nó cứ êm 20k xuôi lạc thế nhở? Anh Cường ơi, anh đã tìm cái gì à? Tay của anh. Ai à? Tay mình chạm vào chuỗi của em gái người yêu mình rồi. Tay anh Cường làm sao? À, anh lấy nến cho em á? Không cần tìm đâu, em tìm trên này rồi. À, đây rồi. Lại có điện rồi này. Mất cả công. Mà anh Cường ơi, anh nóng hay sao mà mặt anh đỏ thế ạ? Ừ nhờ. Sao mặt anh đỏ thế? Tại mất điện anh thấy hơi bí với cả nóng mà. Để chị lên nhóm chung cư hỏi xem làm sao lại mất điện như này nhá. À, đây rồi. Ban quản lý bảo là đang có một đường dây điện cần sửa chữa. Thế nên là sẽ mất điện đến đêm nay. Sẽ bị chập chờn lúc có lúc không ấy. Thế có nghĩa là nó lại mất tiếp hả chị? Không được đâu, em sợ bóng tối lắm. Với cả nhà có mỗi hai chị em mình. Nhỡ mai cái lúc đấy có kẻ gian vào thì làm sao ạ? Hay là tối nay anh Cường ở lại với chị em đi. Chứ bây giờ chị em ở một mình nguy hiểm lắm. Có anh ở lại chị em yên tâm hơn hẳn đấy. Thì anh cũng muốn ở lại để bảo vệ hai chị em. Nhưng mà sợ hơi bất tiện. Em thấy Trà nói lo cũng đúng đấy. Nhà có hai chị em thôi, nhỡ tối nay có anh đi vào cũng sợ. Hay là thôi, anh cứ ngủ lại đây đi. Chứ hai đứa con gái ở nhà nguy hiểm lắm. Để em vào phòng ngủ với Trà, còn anh ngủ ở phòng em nhá. Thôi, anh ngủ sofa cũng được. Cứ ném cho anh bộ chăn gối là được nhá. Vâng đi. Dạ. Gan thật đấy. Nhớ đâu chị em biết thì sao? Mình thích nhau rồi thì làm sao mà phải sợ ạ? Bây giờ anh đi vào phòng của em. Mình thích làm gì thì làm. Chị Linh. Cái Trà đâu rồi? Sao nó không đi đón em à? Con bé này, đi đón người yêu mà cứ dí cái mắt vào cái điện thoại như thế. Để cho người ốm xách đồ như thế à? Thì phải khỏi bệnh rồi bác sĩ mới cho về chứ chị. Khỏi đâu mà khỏi, chân vẫn khập khiễng, tay vẫn bó bột đây này. Mà thôi, em ngồi xuống đi đã. Em không may bị tai nạn giao thông, nhưng mà cũng may mắn là tai qua nạn khỏi. Đợi khi nào khỏi hẳn thì tìm công việc sau nhá. Em cảm ơn chị ạ. Thời gian em nằm viện, chị đã giúp đỡ em rất nhiều. Thằng bé này, lại khách sáo rồi. Em với cả cái Trà nhà chị yêu nhau từ thời cấp 3. Hai bên gia đình đều quen biết nhau. Chị coi em như người nhà của chị mà.
À, mà chị nghe Trà nói phòng trọ của em hết hạn hợp đồng rồi à? Em đã tìm được phòng trọ mới chưa? Em cũng chưa biết ạ. Chắc là em ở nhờ phòng bạn rồi đi tìm phòng mới dần. Thôi, chị bảo này. Dạ. Hay là bây giờ em ở nhà chị đi. Ở đây có người chăm sóc. Khi nào khỏi hẳn thì tìm phòng mới sau. Nhưng mà em sợ phiền chị lắm. Phiền cái gì mà phiền? Chị dọn vào ở chung phòng với cha là được mà. Không được, em không thích ở với chị. Con bé này, người yêu mày đang bị như thế này mà mày không thấy sót à? Phiêu này, khi nào công việc ổn định thì hai đứa cũng tính chuyện cưới xin đi nhá. Người yêu tàn phế của em đang ở tạm nhà em một thời gian. Mình ra ngoài ấy đi. Nhưng anh thích cảm giác làm ở nhà với em cơ. Cái anh này. Hả? Em gọi anh cái gì cơ? Em bảo anh là gấp quần áo cho cẩn thận vào, chứ không lẫn hết đồ ạ. Nhiều lúc anh tự hỏi rằng là em có còn yêu anh nữa không đấy. Trà ơi, Trà, em đi lấy chăn cốc nước với cả vài viên thuốc. Đến giờ uống thuốc của anh rồi. Chứ anh bị như này, đứng lên khó lắm. Anh không có tay có chân mà sai em đấy. À quên, anh đang phế nhở? Đúng là cái loại chân nào cũng phế. Em nói thế là ý gì? Em đang chê anh yếu đấy à? Thì đúng chứ còn gì nữa. Anh xem đã bao lâu rồi mình không động vào người của nhau. Trước khi anh bị tai nạn ý, thể lực của anh đã yếu rồi. Huống hồ bây giờ tàn phế như thế này á. Rốt cuộc em còn yêu anh nữa không hả? Anh nằm viện mấy tháng trời, em cũng chỉ đến thăm anh có vài lần. Em không hề tỏ ra quan tâm hay lo lắng cho anh một chút gì à? Anh ơi, anh lớn đùng ra đấy rồi còn bề đặt lo với chả lắng. Tay chân vẫn còn đấy chứ phải liệt hẳn đâu. Cửa cho anh với. Anh bị ngã kẹt cửa ngoài này rồi. Em có ở trong đấy không? Trà ơi, Trà ơi, anh bị ngã sập cửa không vào được. Em có ở đấy không? Trà. Alo. Hả? Anh đến rồi á? Anh đứng ở ngoài cửa. Thế nhưng mà chị Linh thì không có ở đây. Còn thằng người yêu em nữa mà, làm ăn được gì đâu. Nhưng mà anh nhớ em thì vẫn phải sang gặp chứ. Anh đúng là khéo biết chọn thời điểm đấy. Đúng lúc thằng người yêu em bị nước ngoài văn công ấy. Mình hành sự xong rồi. Em mở cửa cho thằng vô dụng kia đi. Ôi anh Phiêu, sao anh lại ngất ở ngoài này thế này? Từ từ. Trời á. Anh là... Anh cứ ngồi xuống đã. Anh đấy là anh Cường,
người yêu của chị Linh. Em vừa đi siêu thị gặp anh ấy ở dưới đấy nên mời anh ấy lên trên nhà chơi luôn. Dạ vâng, em chào anh ạ. Đã được nghe rất nhiều về anh. Em là bạn trai của Trà. Anh Cường chính là người giúp cho em có công ăn việc làm đấy anh ạ. Anh ấy xin cho em vào làm công ty của anh ấy, rồi nhờ cái mác là em của anh Cường nên công việc của em cực kỳ thuận lợi luôn. Khả năng của anh ấy còn hơn thế nhiều Trà. Thế thì chắc người yêu của em á phải cắp sách đi học anh mất. Anh nhìn anh ấy mà học tập đi nhá. À, mà sao vừa nãy anh ấy ngất lịm ở ngoài đấy thế? Anh phơi quần áo thì bị ngã, vô tình cửa đóng sập, không thể vào nhà nổi. Anh gọi cho em mãi mà không được. Em đi siêu thị hàng tiếng đồng hồ, không để ý điện thoại. Khổ thân anh quá. Mà anh Cường, anh ở lại ăn cơm bọn em luôn nhá. Tất nhiên rồi, ngoài ăn cơm ra, anh còn ăn cái khác nữa mà. Mà anh Cường này, chị Linh đang đi công tác, anh đến đây có việc gì đấy ạ? Em không có quyền hỏi cô đấy đâu. Đây là nhà người yêu anh thích thì anh đến. Còn em ấy, mới là thằng ăn nhờ ở đậu ở đây. Biết điều tí đi. Đây chẳng phải là đôi bông tai mình tặng Trà. Vâng, em mới tháo bột hôm qua chị ạ. Em đi đứng sinh hoạt lại bình thường được rồi. Em đang xúc tiến về thuê nhà để đỡ làm phiền chị đây. Không cần phải vội đâu, đây cũng như nhà em mà. Đợi chị đi công tác về thì mình tổ chức ăn mừng em khỏi bệnh nhá. Dạ vâng, em chào chị ạ. Mình phải đến đây để quan sát xem liệu nghi ngờ của mình có đúng không. Đây là nơi hai người họ làm việc chung. Nếu có gì đó xảy ra giữa họ thì chắc chắn nó sẽ xảy ra đây. Sao hôm nay có cả bánh gato thế anh? Sinh nhật ai ạ? Không, hôm nay không sinh nhật ai cả. Chẳng qua là anh muốn mở tiệc để chúc mừng bản thân khỏi bệnh thôi. Gớm, sao bây giờ anh vẽ chuyện với cả bầy biện thế? Hello là chim cu. Dễ cho anh ạ. Có cả anh Cường ạ? Ừ, anh mời thêm cả anh Cường. Bữa tiệc như này làm sao mà thiếu anh Cường được. Chỉ tiếc là không có chị Linh ở nhà thôi. Anh Cường, tắt đèn cho em để em thử đến. Ok ok. Rồi, bắt đầu đi. Chúc cho bản thân của tôi luôn luôn khỏe mạnh. Chúc cho đôi mắt luôn luôn sáng rõ để nhìn thấu lòng người. Chỉ có vụng trộm thì nó mới kích thích như này. Sao điên đèn sáng đấy? Là tôi bật đấy. Ơ, Linh. Anh tưởng em đi công tác chưa về. Chị Linh đã bí mật về từ hai hôm trước rồi. Chị Linh. Có chuyện gì mà em gọi chị đến gấp thế? Lại còn phải bí mật không được nói cho ai biết nữa. May mà chị giải quyết xong công việc rồi đấy. Có điều này chị cần phải. Chính tận mắt em thấy Trà với Cường. Làm anh chỉ mong đến giờ nghỉ trưa để được gặp em thôi. Anh hư thế, với chị em anh có làm như thế không? Chị em nhạt nhẽo bỏ xứ ra, suốt ngày công tác bận bịu, chẳng bao giờ có thời gian quan tâm thằng này cả. Em thì khác.
anh bảo này, bao giờ thì anh định đã đi thằng đần kia đi ấy. Anh không muốn anh và em thân mật ấy, cứ có một thằng kia đá cả mỗi mãi đâu. Thì khi nào anh ta chuyển đi, em nói chia tay luôn. Coi như bây giờ để anh ta ở một vài hôm, coi như là chút tình nghĩa cuối cùng. Một người là bạn trai của tôi, một người là em gái của tôi. Tại sao hai người lại có thể? Ai bảo anh không biết giữ người yêu? Suốt ngày chăm chăm công việc ấy, mất là cũng đúng rồi. Anh thôi đi, đấy không phải là lời một thằng đàn ông nói đâu. Chỉ có những kẻ hèn nhát trong hoa mới đổ tội như vậy thôi. Anh thì đàn ông quá nhở. Đàn ông cái kiểu gì mà yếu xìu thế, rồi suốt ngày ốm đau bệnh tật. Tôi chả hiểu là tôi yêu một người thanh niên hay là yêu một lão già nữa. Thế tại sao em không nói với anh để chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề? Chẳng nhẽ em yêu anh chỉ vì sinh lý thôi? Các người chỉ là những kẻ ích kỷ, chỉ biết sống cho nhu cầu bản thân của mình thôi. Chị ơi, em xin lỗi à? Đừng gọi tôi là chị nữa, người giả tạo lắm. Cô hãy dọn đồ và đi ra ở riêng đi. Tôi không thể sống chung cùng cô với những ký ức này được nữa. Đi, chẳng không.